Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin thời sự mới nhất của kênh SBTV. Quý vị thân mến, ai ai cũng biết khi là người đàng hoàng thì có phong cách ăn nói ngay thẳng và chân thật, còn những kẻ khốn nạn núp lùm thì bô bô chửi sau lưng. Cũng như những loại quan thì tham nhũng ăn hối lộ đủ thứ, bao che tội phạm, cái ác rần rần ra trước mặt mà không xử lý, và cuối cùng lại đi xử lý người lương thiện giúp cho bao nhiêu người. Xây dựng việc tốt cho đời, rõ ràng ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm và ông Võ Văn Thưởng đang có câu kết cùng với báo chí bẩn để đưa bà Nguyễn Phương Hằng vào tù. Tuy rằng hiện tại bà Hằng đang bị tạm giam để điều tra, nhưng bà Hằng là người anh hùng hiên ngang tiến bước, còn kẻ ác thì ẩn nấp. Trong cuộc chiến đấu drama này của Nguyễn Phương Hằng, có nhiều kẻ đã phải bái phục sát đất Nguyễn Phương Hằng, dẫu cho rất căm ghét hay là thù địch bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi có mấy ai được giống như bà Nguyễn Phương Hằng. Một mình dám hiên ngang, chống giặc, giọng giặc bước đi lững thững giữa con đường đầy chông gai để chống lại những cái gì CEO Phương Hằng gọi là sai trái hay không. Có nhiều người bảo là CEO Nguyễn Phương Hằng rảnh rỗi, không có việc gì làm mới đi làm điều biêu ríu cho họ chú ý như vậy. Nhưng thực tế thì chẳng ai lại ngu gì mà đi làm điều cho họ chửi rủa. Người ta là một doanh nhân có tâm. Về độ giàu có thì người ta ngu gì mà đi làm trò đầu tiêu cho họ chửi. Để bị ghét đâu? Đây là do những kẻ mang mắt con người mà lòng lang dạ sói, sống hút máu lừa gạt nhân dân và đồng bào của mình. Cho nên bà Phương Hằng mới đứng ra vạch trần mấy cái bọn sở khanh, lòng lang dạ sói ra trước công chúng mà thôi. Tự hỏi lương y bị bà Nguyễn Phương Hằng đá xoái nói rằng là không biết chữa bệnh làm chết người, nếu thật sự có tài năng chữa bệnh, chữa khỏi được cho người, chữa bệnh chưa làm chết một ai, chữa bệnh không làm cho ai bị tàn phế, bị nặng hơn, thì tại sao lại phải tin lên suốt cả năm qua? Không dám đứng ra trước công chúng nói rằng bà ta đang vu khống bịa đặt về tội không đúng sự thật. Có gan làm thì có gan chịu, chứ sao lại núp lùm một chỗ, chỉ rình chờ đợi cơ hội để cắn trộm lại bà Phương Hằng là sao? Những lá đơn tố cáo lương y, sao không gặp trực tiếp những người đi tố cáo mình trước công chúng để phân trần bộc bạch, nói cho cả thiên hạ biết rằng những người đang đứng trước mặt tôi, họ đang bị đặt vu khống, không đúng về tôi và tôi sẽ kiện lại họ về tội vu khống tôi. Tại sao không thấy xuất hiện mà trốn chui trốn lũi như một con vật cả năm nay, không dám lộ diện ra trước công chúng để phân trần cũng như đi chữa bệnh như trước? Lạ thật đấy, lương y giờ sao bỗng nhiên bị câm điếc như vậy cơ chứ? Không thể nói được một lời bộc bạch nào. Đang giả mù, giả điếc để cho bà Nguyễn Phương Hằng. Chỉ chửi cái lách tổ tay mỗi ngày mà không thấy có phản ứng gì. Có sự thật mới chịu thua, chịu chết vì sự chịu đựng nhẫn nhục của lương y. Để mặc cho bà Nguyễn Phương Hằng chửi bới mỗi ngày mà không chịu lên tiếng phản pháo. Đám nghệ sĩ có bẩn thật hay không mà không dám gặp bà Phương Hằng đối chất trực tiếp cơ chứ? Có kèo thơm về sao kê, sao không nhận lời, sao phải im lặng mặc cho bà Nguyễn Phương Hằng chửi rủa mỗi ngày mà không dám lên tiếng nói rằng bà Hằng đang bôi nhọ danh dự vu khống cho tôi. Sao không kéo bầy đàn đến nhà bà Nguyễn Phương Hằng làm to chuyện như đã từng to chuyện với anti-fan trước kia? Cuộc đời nó một kẻ ca cả nắm, im trong góc trong xó, không dám ló mặt, quên to mồm, vậy mà lúc nào bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đã mở bài đất nước tôi rồi niềm vui để ăn mừng, chửi nhục chưa? Khi tụi bây phải sống chui rúc như vậy chứ? Có kẻ là người nổi tiếng chỉ cần lên tiếng trả lời rằng lương y có biết chữa bệnh hay không mà cũng không dám lên tiếng chửi. Đúng là há miệng, mắc vậy rồi, đi lăng xe, quảng bá chữa bệnh cùng với người ta nhiều rồi, đã nhận những đồng tiền bẩn thỉu từ người ta nhiều rồi, cho nên giờ mới khốn đốn không dám lên tiếng. Bị mắc bệnh câm hết rồi. Có kẻ nói Nguyễn Phương Hằng vu khống mình để thuê và không dám đi xét nghiệm ADN để chứng minh cho mọi người biết là Nguyễn Phương Hằng đang vu khống tôi, lại chọn biện pháp liên kết với những thành phần xấu xa, đi bôi nhọ núp lùm, dìm hàng bà Nguyễn Phương Hằng kiểu này là kiểu gì nhỉ? Toàn là một đám núp lùm cắn trộm bà Nguyễn Phương Hằng. Chưa có ai dám hiên ngang bước đi như bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Từ khi drama này xảy ra, có nhiều kẻ là người nổi tiếng sao hạng A đã không còn dám xuất hiện trước công chúng nữa. Ngày trước thì hay quay YouTube, TikTok để quảng bá kiếm tiền lắm, mà giờ thì tắt lịm, không thấy quay gì nữa luôn. Vậy Facebook thì khóa chức năng bình luận là sao? Sống đàng hoàng thì sao phải khổ đến như vậy? Buồn cười thật đấy với những kẻ được gọi là người nổi tiếng.
Giờ cuối cùng sao drama có được gì nào? Có được sự mất lòng tin về lương y, nghệ sĩ xấu xa và mất dạy đi lừa gạt. Cả đất nước còn ai dám đi tìm lương y để chữa bệnh nếu không còn ai dám chuyển tiền cho nghệ sĩ làm từ thiện nữa hay không? Có rất nhiều thứ để nói về các nghệ sĩ. Luật sư bẩn vã quan tham lam, tham nhũng, một sự thật đã quá rõ ràng. Cả trăm người chống lại một mình bà Nguyễn Phương Hằng, lợi dụng uy tín chức vụ tự biên tự tác. Những thông tin phần lớn chưa qua kiểm chứng, đăng tải những nội dung trái chiều hư cấu, vấn đề dẫn dắt người đọc và làm hoang mang tư tưởng đối với người dân. Những nhân vật luôn được nhắc đến đó là phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hiển Hèn Ni, luật sư kiêm nhà báo, khi nhắc đến họ là nhắc đến sự vô cảm thờ ơ, dửng dưng với những hiện trạng xã hội. Qua vụ việc drama của nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đã nói lên trong suốt hơn một năm qua, những vấn nạn trong đó có những việc làm tốt có ích cho xã hội, với người dân và nhất là trẻ nhỏ của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Nguyễn Phương Hằng đều không nhận được sự ủng hộ hai biểu xương báo chí, đặc biệt là việc làm trái lương tâm của Lăng Băm, những văn hóa ứng xử và những phát tích của nhóm nghệ sĩ trong việc từ thiện. Dường như không một tờ báo nào đăng tin hay là lên án những cái xấu và những cái ác như chúng ta đã thấy. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hóa đạo đức trong xã hội. Nhưng tóm lại, cái góc chính là cách sống hay tính cộng đồng ngày nay đang có vấn đề. Sự thờ ơ hời hợt nhạt nhẽo trong quan hệ giữa người với người ngày càng rõ nét hơn. Người ta tư duy theo lối vị kỹ, hành xử và giao tiếp rất vô cảm, không quan tâm đến người khác. Đến những việc xung quanh người ta thấy người tốt việc tốt, không bảo vệ việc xấu, không ngăn cản thấy người yếu thế bị ức hiếp cũng không bênh vực. Chẳng khác gì tiếp tay cho những kẻ xấu. Việc xấu đã lấn tới vào trại tại thời điểm này, cá nhân tôi biết đến nhà báo Phương Dung Lê, một nữ nhà báo đã âm thầm dõi theo mọi sự việc của bà CEO Nguyễn Phương Hằng. Ngay từ những ngày khởi điểm cho đến khi bà CEO Nguyễn Phương Hằng phải đối diện với cơ quan chức năng, thì chị vẫn luôn ung dung ngòi bút nhân văn để nêu gương những việc làm và luôn đưa ra những lập luận chặt chẽ để phản biện những điều thất thiệt đối với nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Cho đến nay, chị vẫn đang bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý và bảo vệ người dân, khuyên nhủ chúng ta sống và thực thi đúng pháp luật của Việt Nam. Đồng thời, chị cũng chỉ ra những điều bất chắc và những điều chưa đúng để người dân hiểu kỹ những chính sách của Đảng, Nhà nước. Một cách đúng đắn trong xã hội hiện nay, người dân cũng rất cần những nhà báo nhiệt huyết với nghề kiến tạo và hành xử, đúng như nhà báo Phương Dung Lê. Phải chăng để tồn tại, nhà báo liêm chính thật khó đối với những kẻ chỉ biết lợi ích cá nhân? Phải chăng lợi nhuận đã làm mai một phần nào đạo đức trong con người của họ? Và phải chăng họ đã quá xem thường phép tắc thượng tôn pháp luật? Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nêu rõ, chuẩn mực quan trọng nhất là nghề báo là sự liêm chính, liêm khiết và chính trực. Sự nhũng nhiễu doanh nghiệp khiến cho họ vừa ghét vừa sợ nhà báo là một thực tế. Cái đó làm khổ những người làm báo chân chính. Nhà báo phải gương mẫu chấp hành pháp luật, không được lợi dụng nghề nghiệp để phạm luật, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, còn vi phạm đạo đức chưa hẳn là vi phạm pháp luật. Trên thực tế, đạo đức báo chí còn có nội dung vô cùng phong phú, sinh động, không phải lúc nào cũng là mẫu số chung của pháp luật. Lằn ranh giao thừa không phải lúc nào cũng rõ. Nhà báo phải cân nhắc kỹ về việc làm của mình là những gì để có lại món ăn tinh thần cho mọi độc giả ở mọi lứa tuổi khác nhau. Cá nhân tôi nhận thấy người làm báo nên giữ trọng trách và đạo đức ngành nghề, đó là thước đo kim chỉ nam để xây dựng nền tảng niềm tin của người dân đối với báo chí tại quê nhà. Thưa quý vị, đúng như dự đoán và sự lo lắng của ban biên tập chúng tôi, rằng những ai đứng lên bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ bà Hằng đều sẽ nhận lãnh một kết cục không mấy tốt đẹp, thậm chí tán ra bại sản, thân bại danh liệt. Đến giờ phút này, đại tá Đinh Văn Nơi đang bị một thế lực không thể mạnh hơn đưa vào trong tầm ngắm khi thông tin cho biết đại tá Nơi bị vô cớ điều chuyển công tác sau khi ông này lên tiếng bảo vệ Phan Chính Nghĩa, bảo vệ bà Phương Hằng và có nhiều đóng góp trong việc vạch mặt các ông quan tham và đám gừng xỉ bẩn. Thông tin này khiến rất nhiều người yêu quý cô Phương Hằng cảm thấy khá sốc và có chút lo lắng. Vì như vậy, vụ án cô Hằng đã được đại tá Nơi trực tiếp chỉ đạo xử lý sẽ như thế nào? Liệu có bị thế lực ngầm bẻ cong và gây bất lợi cho cô Hằng hay không? Thưa quý vị, có thể nói đất nước Việt Nam của chúng ta là một quốc gia tham nhũng. Vì tham nhũng mà đất nước mới chậm tiến, vì tham nhũng mà tài sản nhà nước bị thất thoát hàng trăm, hàng triệu, thậm chí là hàng ngàn tỷ của các dự án tai tiếng như là khu đô thị Thủ Thiêm, Đồng Tâm, vân vân, nơi nào cũng có tham nhũng, cơ quan nào cũng có đầy rẫy tham nhũng, dù hàng loạt quan chức nhà nước vào tù, nhưng vì mảnh lực đồng tiền và lòng tham không đáy nên các cơ quan chức năng vẫn cứ lao theo. Ngày nay, việc quan chức cho con du học Âu Mỹ với chi phí lên đến cả hàng tỷ đồng mỗi năm không phải là chuyện hiếm. Chuyện làm quan mà không đưa con đi du học mới là chuyện hiếm, chứ không phải là điều ngược lại.
Tham nhũng khắp nơi, nhưng chỉ những người bị cho là yếu thế trong những trò đấu đá nội bộ mới bị trừng phạt, còn những ai có thế lực mạnh thì vẫn an toàn. Đấy là tính đặc thù của chính trường của Việt Nam chúng ta. Việc những tổ chức tội phạm, những doanh nghiệp làm ăn bất chính dùng tiền núi thọc tay vào bộ máy của nhà nước để can thiệp vào vấn đề sắp xếp nhân sự từ lâu, đã có nhiều lời đồn thổi nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Trong thời gian qua, việc thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi từ vị trí giám đốc công an tỉnh An Giang về làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã cho chúng ta thấy rằng tội phạm đang rất là vui mừng khi mà ông đại tá Đinh Văn Nơi đã chuyển công tác. Và thời gian qua, lùm xùm bà Phương Hằng trên trang mạng xã hội liên quan đến vụ ăn chặn tiền từ thiện của giới nghệ sĩ Việt và đặc biệt là liên quan đến nhiều quan chức có máu mặt trong Bộ Chính trị. Cùng chính đại tá Đinh Văn Nơi đã lên tiếng bảo vệ phe chính nghĩa, bảo vệ bà Phương Hằng phòng chống tội phạm ăn chặn tham nhũng, hối lộ đủ kiểu, đặc biệt là những quan chức lớn như là ông Phan Văn Mãi, ông Lê Hồng Nam và một tên sát thủ máu lạnh, ông Võ Văn Thưởng trực thuộc Ban Bí thư. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.